tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống Mỹ thuật Việt Nam, ngày 10 tháng 12 năm 1951, ngày 10 tháng 12 năm 2020. 63 năm ngày thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam 1957-2020, Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề Mỹ thuật Đà Nẵng 2020. Triển lãm trưng bày giới thiệu 54 tác phẩm đa dạng về chất liệu và thể loại, được sáng tác bởi 44 họa sĩ, nhà điêu khắc, là hội viên và cộng tác viên của Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, triển lãm lần này còn trưng bày kết quả thực tế sáng tác của các họa sĩ tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam trong tháng 11 vừa qua. Đây còn là dịp để Hội Mỹ thuật thành phố đánh giá, chấm chọn và trao giải thưởng hàng năm cho tác giả có tác phẩm tiêu biểu xuất sắc qua triển lãm lần này. Sự kiện này mang đến cho người yêu nghệ thuật, thị giác, công chúng và du khách những cảm nhận đặc biệt về thế giới nội tâm sâu lắng của người nghệ sĩ qua những đường nét màu sắc, bút pháp sáng tạo cùng nội dung, ý tưởng phong phú trong từng tác phẩm. Tất cả cùng tạo nên một bức tranh đa sắc về mỹ thuật Đà Nẵng trong năm qua, góp phần làm phong phú đa dạng đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố trong giai đoạn hiện nay.